Xin kính chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý chị các bạn là mẫu xe gầm cao 5 chỗ phân khúc cỡ B rẻ bậc nhất ở phân khúc tại thị trường Việt Nam tại thời điểm này. Và trong cái video ngày hôm nay, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý chị các bạn chính sách giá bán mới nhất của MG ZS. Chiếc xe hiện tại đang được nhập khẩu tại thị trường Thái Lan. Những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện, về tặng bảo hiểm thân vỏ, về tặng thẻ bảo dưỡng dịch vụ và mức giá lăn bánh đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm, đang cần tìm một dòng xe 5 chỗ gầm cao giá rẻ, thì MG ZS là một chiếc xe rất đáng để mọi người quan tâm tại thời điểm này. Đây là một chiếc xe hiện tại ở trong cùng phân khúc và nó đang cạnh tranh với những dòng xe, ví dụ như là chiếc xe Hyundai Creta hay là chiếc xe Kia Seltos. Nhưng cái tầm tiền của MG ZS thì thực sự là nó thấp hơn những cái dòng xe kể trên rất là nhiều. Tầm tiền của MG ZS nó chỉ cạnh tranh với những dòng xe ở phân khúc cỡ A gầm cao, ví dụ như là chiếc xe Kia Sonet hay là chiếc xe Toyota Ray, có những phiên bản còn thấp hơn cơ, quý chị các bạn ạ. Và với 3 phiên bản hiện tại đang được phân phối trong cái video ngày hôm nay, dịp thời điểm tháng cuối cùng của năm 2022, thời điểm trước thì rất nhiều khách hàng chúng ta quan tâm về những dòng xe này, nhưng mà hầu như là cũng rất ít xe giao. Tại thời điểm này thì đại lý cũng đã bắt đầu về xe rồi, quý chị các bạn ạ. Có những màu có xe giao luôn, có những phiên bản cũng sẽ có xe giao luôn. Đầu tiên mình cập nhật đó là MG ZS phiên bản standard. Phiên bản này là phiên bản thấp nhất, mức giá niêm yết của nó chỉ là 528 triệu thôi, 528 triệu. Và tại thời điểm này, thông tin mình cập nhật mới nhất, đại lý sẽ giảm cho quý chị các bạn là 5 triệu đồng tiền mặt, tặng dán kính cách nhiệt, tặng trải sàn da, tặng cam hành trình, quý chị các bạn ạ. Dán kính cách nhiệt, trải sàn da, cam hành trình là những phụ kiện cực kỳ cơ bản. Với những anh chị khách hàng nào mà chúng ta ở khu vực miền Bắc thì chúng ta còn được tặng một cái thẻ dịch vụ bảo hành bảo dưỡng trị giá là 20 triệu đồng nữa dành cho quý chị các bạn. Vậy thì cái phiên bản standard này mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh là 579 triệu, ở Hà Nội là 609 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 599 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh là 579, ở Hà Nội là 609 và Thành phố Hồ Chí Minh là 599 triệu đồng. Mức giá này nó còn chạm đến những cái dòng xe sedan phân khúc cỡ B bản thiếu, ví dụ như là Vios e-CVT hay là Hyundai Accent, quý chị các bạn ạ. Tầm tiền cũng y nguyên như thế này. Nếu chúng ta không thích đi những dòng xe sedan cỡ B thì có thể chuyển sang gầm cao cỡ B, đó là MG ZS. Phương án trả góp bản này ở tỉnh số tiền tối thiểu mà bạn cần bỏ ra 161 triệu, Hà Nội tối thiểu là 192 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 181 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh 161, Hà Nội 192 và Thành phố Hồ Chí Minh là 181. Sang cái phiên bản thứ hai mình cập nhật đó là MG ZS phiên bản Comfort. Phiên bản này là một phiên bản đang có mức giá niêm yết là 578 triệu đồng, quý chị các bạn ạ. MG ZS Comfort 578 triệu thì theo thông tin mình cập nhật mới nhất đây, bản này sẽ được giảm giá trực tiếp là 10 triệu đồng. Và ngoài ra sẽ có chương trình về quà tặng phụ kiện nữa, dán kính, trải sàn và cam hành trình cho cái phiên bản Comfort này. Vậy thì giá xe chỉ còn là 568 triệu thôi. Giá này thì ngang với chiếc xe Honda City, quý chị các bạn ạ. Và nếu như lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 629 triệu, ở Hà Nội sẽ là 660 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 648 triệu đồng, anh chị ạ. Chỉnh tỉnh là 629, ở Hà Nội là 660 và Thành phố Hồ Chí Minh là 648 triệu đồng. Phương án trả góp chiếc xe MG ZS Comfort này ở tỉnh số tiền mà các bạn cần bỏ ra tối thiểu sẽ là 183 triệu, ở Hà Nội tối thiểu sẽ là 205 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 203 triệu đồng. Tỉnh là 183, ở Hà Nội là 215 và Thành phố Hồ Chí Minh là 203 triệu đồng theo phương án trả góp của MG ZS Comfort. Đó là cái phiên bản thứ hai. Sang cái phiên bản thứ ba mình cập nhật đó là MG ZS phiên bản Luxury. Bản Luxury hiện tại đang có mức giá là 628 triệu đồng. Và tại thời điểm này, đại lý cũng đang có những chương trình giảm giá trong dịp tháng cuối cùng của năm 2022 này, 10 triệu dành cho quý chị các bạn. Ngoài ra có chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng cam hành trình. Với những anh chị khách hàng mà ở khu vực miền Bắc nhá, chúng ta còn được một cái thẻ bảo dưỡng dịch vụ trị giá là 20 triệu đồng nữa dành cho các bạn. Vậy thì cái phiên bản Luxury này cập nhật lăn bánh ở tỉnh là 684 triệu,
ở Hà Nội là 716 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 703 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 684, ở Hà Nội là 716 và Thành phố Hồ Chí Minh là 703 triệu đồng. Trả góp MCZS Luxury này ở tỉnh số tiền tối thiểu mà các bạn cần bỏ ra 200 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 216 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 220 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 200, Hà Nội là 216 và Thành phố Hồ Chí Minh là 220 triệu đồng. Đây là một chiếc xe ở phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ B, được trang bị cực kỳ nhiều những option, những cái tính năng an toàn và tính năng tiện ích. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về MCZS trong tháng cuối cùng này, hiện tại cơ bản là đại lý cũng đang có xe, đủ xe giao ngay dành cho các bạn trong cái tháng cuối này. Nếu chúng ta quan tâm thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số line của bên đại lý của bên MG. Ở miền Bắc thì nhờ anh chị hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ anh chị hãy gọi hotline ở miền Nam. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh, để khi có bất cứ sự thay đổi nào về giá thì trên Top Car VN sẽ cập nhật ngay và luôn để các bạn nắm được. Xin chào ạ.